Tại sao nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân được gia đình tin tưởng phó thác việc đưa thi thể anh Vũ về Việt Nam? Không chỉ là một đồng nghiệp đàn chị gắn bó lâu năm, mà Hồng Vân còn vô cùng thân thiết với anh Vũ suốt mấy chục năm qua. Ngay từ những ngày đầu anh Vũ mới bước chân vào nghề, nghệ sĩ Hồng Vân đã là người anh Vũ hàm ơn không bao giờ dám quên. Bà chủ sân khấu kịch Phú Nhuận từng chia sẻ với phóng viên: "Tôi với Vũ thân nhau tới mức chuyện gì cũng tâm sự, có khi nói chuyện điện thoại tới 40 phút đồng hồ." Từ những giây phút phiền phức ban đầu, Hồng Vân và anh Vũ gặp nhau tình cờ trong vở Phương Thuốc Thần Kỳ tại nhà hát nhỏ 5B Võ Văn Tần cách đây khoảng 30 năm. Lúc đó Hồng Vân và cố nghệ sĩ Lê Vũ Cầu đóng vai chính. Còn anh Vũ chỉ đảm nhận một vai cực nhỏ, quan về úy đi đo đất, một vai hầu như không có đức diễn. Ấy vậy mà suốt nào cũng như suốt nào, cứ hễ thấy Hồng Vân tới sân khấu là anh Vũ nhờ thoại với mình cho bớt run. "Mới đầu tôi bị áp lực và thấy phiền phức lắm vì mình đi phim cả ngày, tối về lại diễn sân khấu. Mà mười mấy suất thì mười mấy lần anh Vũ đều nhờ thoại tuồng. Nhưng về sau khi việc đó cứ lặp đi lặp lại hoài thì tôi bắt đầu để ý tới anh Vũ. Cho tới một ngày sau khi diễn xong phân đoạn của mình, tôi ra xem anh Vũ diễn và phát hiện ra Vũ duyên khủng khiếp. Thật ra vai của Vũ chẳng có gì để diễn, nhưng Vũ làm cực duyên dáng. Tôi bị anh Vũ làm cho cười đến mất phân tâm và đêm đó tôi diễn dở nhất", nghệ sĩ Hồng Vân kể. Và khi Phước Sang mở sân khấu kịch Sài Gòn, Minh Nhí dựng vở Giờ Đại Kiếp, Hồng Vân nhớ ra anh Vũ và đòi đưa về diễn rồi bắt Minh Nhí để thêm vai, một cặp vợ chồng câm cho anh Vũ và các phượng diễn. Và một lần nữa anh Vũ để lại ấn tượng vô cùng duyên dáng trong mắt đàn chị. Khi Hồng Vân tách kịch Sài Gòn về mở sân khấu riêng, người chị nghĩ tới đầu tiên là anh Vũ, Thái Hòa, các phượng. Và sống chết gì tôi cũng phải kéo được ba người đó về, Hồng Vân nói. Đến ân tình thâm sâu, từ ngày Hồng Vân mở sân khấu, đã mấy chục năm biết bao nhiêu người đến rồi đi. Nhưng ngay cả khi anh Vũ đã thành ngôi sao thì anh cũng chưa bao giờ từ bỏ sân khấu. Dù mỗi đêm diễn cách xê có khi chỉ bằng 1/10, thậm chí 1/20 show bên ngoài, anh Vũ từng tâm sự: "Tôi nợ ân tình với chị Hồng Vân lớn lắm. Từ những ngày đầu bước chân vào nghề tôi đã mang ơn chị Vân rất bận, ngày đi quay tối về mệt, nhưng vẫn chịu thoại tuồng với tôi. Khi tôi mắc bạo bệnh cũng chính chị Vân là người luôn giúp đỡ tôi. Đúng ngày mùng 4 Tết tôi phát hiện ra mình bị ung thư đại tràng và phải mổ cắt mất gần tức ruột. Sau khi mổ, tôi phải nằm một chỗ để vô hóa chất. Tôi may mắn phát hiện sớm khi bệnh mới bước sang giai đoạn 2, hạch mới di căn tại chỗ. Nếu di căn lên gan thận là hết cứu rồi." Tôi nhớ lại trước đó mình diễn suốt 4 năm ở sân khấu kịch Sài Gòn của anh Phước Sang. Dù vai chính hay vai phụ, đêm nào cũng nhận cát xê 240.000 đồng. Tôi xin mãi lên 290.000 đồng cũng không được. Đúng lúc này lại phát hiện bị bệnh nên xin nghỉ luôn. Trong lúc vận hàng ấy, chị Hồng Vân đã đưa tôi về sân khấu của chị. Thật ra bác sĩ không cho tôi ra viện, nhưng lúc đó nhớ nghề quá nên tôi trốn đi diễn. Thời điểm đó chị Vân dựng đóa hồng gai, chị Vân cho tôi một vai rất nhỏ để đỡ nhớ nghề, nhưng trả lương với 500.000 đồng, giống như cho mình thêm để có kinh phí trị bệnh. Khi tôi khỏi bệnh, chị Vân dẫn tôi đi tấu hài nữa. Cái ơn đó tôi nhớ hoài không bao giờ quên. Tôi nói với chị Vân rằng chừng nào chị còn làm sân khấu thì em còn theo, không bao giờ em bỏ chị. Bởi mang ơn Hồng Vân nên anh Vũ lúc nào cũng nghĩ tới đàn chị. Hồng Vân bảo đi lưu diễn với anh Vũ chị yên tâm hoàn toàn vì anh Vũ cực kỳ chu đáo và rất lanh lợi. Có lần đi diễn nước ngoài với anh Vũ, tôi phải đưa Bí Ngô theo, lúc đó Bí Ngô mới hơn 1 tuổi. Chuyến đi diễn ở vùng lạnh, lại đúng mùa lễ sân bay nội địa không có người đứng làm thủ tục, khách phải tự check-in bằng điện tử. Hai chị em tiếng Anh không biết lại đi trễ, anh Vũ kêu tôi lo cho Bí Ngô, còn mình chạy đi khắp nơi để làm thủ tục cho kịp chuyến bay. Anh Vũ không rành tiếng Anh nhưng nói và diễn tả bằng hành động thế nào mà ai cũng hiểu. Cuối cùng tôi và anh Vũ vẫn kịp chuyến bay, Bí Ngô không mất bất cứ giấc ngủ nào trong suốt chuyến lưu diễn đó, Hồng Vân nhớ lại. Với Hồng Vân, anh Vũ là em, nhưng về tình cảm không khác gì con trai lớn. Thế nên những lúc không vừa ý anh Vũ là Hồng Vân thường nói ngay không để bụng. Còn anh Vũ thỉ thoảng cũng hay ghen tuông hờn mát, chị thương người này hơn em, chị thương người kia hơn em. Cũng bởi những ân tình giữa Hồng Vân và anh Vũ và sự ra đi quá đột ngột khiến gia đình vô cùng bối rối, không có khả năng lo đủ tiền và thực hiện mọi thủ tục pháp lý để đưa thi thể con về quê, nên họ đã nhờ cậy Hồng Vân đứng ra làm chủ lo toan mọi việc. Chứng ân tình đó đã gắn kết họ lại với nhau suốt mấy chục năm qua, và lúc nào anh Vũ cũng tâm niệm, làm gì thì làm, chỉ cần Hồng Vân nói có, anh Vũ không bao giờ nói không.